Hello, xin chào chị nhà tư chúng ta trở lại với kênh Nhà Quay Channel. Hôm nay phiên giao dịch ngày cuối tháng 31 tháng 1 thứ tư, thị trường chúng ta có một pha up bull hay là điều chỉnh khi mà cổ phiếu SHB từ buổi sáng người ta biết trước một số thông tin người ta bắt đầu háo chạy rất là kinh dị với tận là 127 triệu cổ phiếu bán háo ra từ buổi sáng luôn bắt đầu bán liên tục xuống sau số thông tin đồn liên quan liên quan tới Petro, cái gì đó thì đây qua không tiện nhắc ra cho anh chị nhà tư thì bây giờ đây là thị trường chúng ta điều chỉnh hay là bồ là cái cơ hội để mua thêm cổ phiếu hay là rủi ro cần phải bán đương nhiên là gì cần mua hay bán cổ phiếu thì trong cái bản tin tối này, qua sẽ đưa đến anh chị cái góc nhìn của mình là chúng ta nên mua hay bán cổ phiếu thì nếu anh chị nhà tư chúng ta chưa hết video chưa đăng ký kênh thì anh chị nhớ bấm hết video và đăng ký kênh để hàng ngày khi hoặc làm những cái bản tin này khi live stream anh chị có thể lên coi và có thể có những cái góc nhìn của mình cho đầu tư cho chúng ta cho nó hiệu quả hơn nha. Rồi thì bắt đầu vào cái nội dung hôm nay. Đó là bốn cái vấn đề. Bối cảnh thị trường hiện tại, thị trường là upbo hay điều chỉnh, ta cơ hội hay rủi ro và canh mua như thế nào nha. Bốn nội dung này. Đầu tiên là bối cảnh thị trường thì nói chung bối cảnh thị trường hôm nay đó là gì? Hôm nay đó là ngoài các cái cổ phiếu bị bán cuối giờ do cái tình hình ảnh hưởng của coi SHB ở cái nhóm ngân hàng nhóm thép nhóm chứng khoán nhóm bất động sản nhỏ nhỏ thì cái kế tiếp bị bán anh chỉ biết là cái gì không là những cổ phiếu penny ví dụ là dlg hag hng và vbg đa phần là hcd đâu đó mhc là những cổ phiếu penny bị bán mạnh Benny penny bị bán mạnh thì tổng hợp những cái đó bị bán hôm nay và đặc biệt là cổ phiếu SHB là 1.500 tỷ 127 triệu cổ phiếu xả ra đây là cái khối lượng à, ờ, mình chị thấy hôm nay là phiên bùng nổ khối lượng trên 1 tỷ cổ phiếu giao dịch đây là mốc 1 tỷ cổ phiếu thì nó vượt qua 1 tỷ cổ phiếu đó thì cái đó là bối cảnh thôi thì nói chung quá là cái nhịp điều chỉnh này là up hay là điều chỉnh thì việc đầu tiên chúng ta phải nói đó là gì đó là cái việc điều chỉnh này chúng ta đã có thể biết trước, đúng không? chúng ta đã có thể biết trước rồi, chúng ta biết trước từ khi nào? thì có phải là từ cái video cách đây 11 ngày của quang làm về cái vấn đề là vấn đề là gì? ai đã quá cao, ai đã quá cao anh chị có thể coi lại cái video này 1.007 người xem vào 11 ngày trước. Đây thì qua sẽ bật cho anh chị cái đồ thị chặt ngay và index chặt ngay nha. Hay vì mình bật bật ở trong đây, Hay vì mình bật trong đây thì mình sẽ cho anh chị mình nhìn đây trước. Đây nè, thì nên anh chị thấy là cái RSI ai chúng ta đã đi lên vùng 75 cực kỳ cao, không? Cực kỳ cao từ tốt ở trên đây rồi, từ bên đây rồi. Là qua đã cảnh báo với anh chị là nó sẽ có điều chỉnh. Thì bây giờ nó sao? Khi mà cái con lắc á nó đi từ dưới, không? Từ là không lên tới gần 100, tức là lên tới 80, 70 thì nó sẽ bắt đầu nó trả về. Đúng không? Thì đây cái con lắc hiện tại rồi ai nó đang bắt đầu gì? Nó đang bắt đầu trả về. Đó anh chị thấy không? Bây giờ nó đã còn có 54 thôi. Từ bao nhiêu? Từ 75 mà rơi xuống 54. Chỉ đúng có một phiên hôm nay thôi mà nó đã trả xuống được một khúc khá là cao. Thì qua đánh giá nha với cái việc điều chỉnh trước ra biết trước này thì đa phần ai cũng đã biết phải ai cũng đã biết hết rồi chứ cũng không phải là cái gì đó bất ngờ không phải là cái gì đó bất ngờ à, rồi tiếp tục là upbo hay điều chỉnh thì tiếp tục chúng ta sẽ nói đến cái điểm kế tiếp đó là tâm lý à, tâm lý tết và tâm lý chờ chỉnh và tâm lý tết và tâm lý chờ chỉnh thì cái tâm lý Tết nó sẽ quan trọng hơn vì đa phần nhà tư chúng ta đều đang muốn là gì? Đang muốn là bán, nghỉ, ăn Tết. Đúng không? Đang muốn bán, nghỉ, ăn Tết. Đang muốn chốt để rút tiền ra khỏi thị trường. Thì nói chung cái nhịp điều chỉnh này qua đánh giá đây là điều chỉnh không phải bô Và nó sẽ lợi dụng cái tâm lý ăn Tết và cái tâm lý chờ chỉnh của anh chị á, để ép anh chị nhà tư chúng ta bán cổ phiếu ra. Đó, bác bắt anh chị nhà tư chúng ta háo ra thì hôm nay có phải đa phần anh chị đều muốn bán Hơn là muốn mua không? không? đa phần hôm nay là anh chị là gì? rất là muốn bán phải không rất là muốn bán khi rồi ai đã bắt đầu rơi xuống từ vùng cực cao nó rơi xuống thì chúng ta bắt đầu bán bán và bán nhưng quan đánh giá nha nhưng quan đánh giá điều chỉnh xong là nó tăng và khi nó điều chỉnh mới là lúc gì mới là lúc anh chị nên mua ở ờ, mới là lúc nên mua vì sao vì khi nó ở trên cao phải không khi nó ở trên cao thì chúng ta làm gì ờ, khi nó ở trên cao thì chúng ta làm gì chúng ta cẩn thận chúng ta cẩn thận chúng ta cảnh báo nhau và chúng ta gì không đua cao không? hoặc là chúng ta gì chúng ta không hưng phấn quá mức nói chung là trên cao thì chúng ta cẩn thận thì bây giờ khi nó bắt đầu điều chỉnh thì chẳng lẽ chúng ta đi đi bán ha không khi bán thì chúng ta phải bán trên đây phải không? khi bán là chúng ta phải bán khi nó làm gì khi nó gướng tốt tốt ra đây, nó là chúng ta phải bán, chúng ta phải hận trọng ở trên. Còn bây giờ khi nó bắt đầu điều chỉnh thì quan điểm của quan nha không là lúc canh mua tức là bây giờ bắt đầu canh mua ở, bắt đầu canh mua chứ không phải canh bán nữa vì sao vì qua cho anh chị coi ví dụ trường hợp cổ phiếu CTG đi à, trường hợp của CTG là trong những con lớn của ngành ngân hàng leader đi thì ví dụ anh chị canh bán là chị canh bán ở trên những cái điểm nó kéo gướng tốt tốt ở trên đó là những cái điểm anh chị canh bán còn bây giờ khi nó đã rơi xuống tới cái vùng dưới đây tức là chạm lại hỗ trợ phải không mà anh chị đi bán ra thì có phải anh chị là bán ngay gì ngay hỗ trợ không đó anh chị sẽ bán ngay hỗ trợ và có khi anh chị gì anh chị bán ra xong anh chị ngồi chờ nó chỉnh thì nó nó không đó thì coi chừng là nó nó chỉnh xong rồi đơn giản thôi đơn giản là gì đôi khi á chúng ta mà pháo ra nó đã muộn rồi đó tại vì nhịp điều chỉnh trong một cái thị trường đang đi lên không trong cái gì trong một cái xu thế tăng mà chúng ta bán ra như vậy nó sẽ khó mà gãy mạnh nó chỉ có thể gãy rất lớn mà để chị mua mình chị lại có lời anh sẽ giống như thế này phải gãy như thế này không thì nó sẽ gãy giống như thế nào đó ờ, xong thì nó sẽ gãy giống như thế nào là đã giống như thế này đây chị hay có thấy những cái điểm nào đó thì không thì nó sẽ gãy giống như thế này và khi nó gãy giống như thế này chúng ta vừa ra chúng ta nhau chờ nó chỉnh thêm á thì gần như nó sao sẽ... nó lại lên tiếp hả à, nè chị hết nè anh chị vừa bán cái này anh chị thấy đây có mũi tên báo bán không thì khi có mũi tên báo bán này nè anh chị vừa bán ra anh chị vừa bán tháo ra cái nó tăng đó, ờ, và khi lên đây nè cái anh chị gì gì vừa mua vào chị vừa bán ra cái nó gì nó lại tăng lên đó nó sẽ không chỉnh quá nhiều đó, ờ, vì xu thế tăng vẫn là xu thế tăng trên tăng vẫn thôi đây là cái trên tăng nói từ gì từ đẩy lên phải không nói từ đẩy lên thì cao lắm nó sẽ gương xuống tới đây còn không thì mai có khi hồi luôn đó, là quan điểm của quan nha rồi tiếp tục cái điểm của Quang muốn nói tới tiếp tục nữa thì nói chung anh chị nghe tới đây là chị biết là đây là bô hay điều chỉnh và đánh giá đây là điều chỉnh không phải bô hôm nãy giờ mình nói rất là nhiều rồi thì anh chị nghe là hiểu rồi mà không rồi tiếp tục là sự siết biên độ Ben thì cái vấn đề này qua cậu có nói với anh chị mình hồi trưa và cái vấn đề này đã từng diễn ra một lần rồi ở quá khứ nha thì đây cho chị mình coi anh chị có thể thấy chỗ này nè các bạn zoom lại anh chị thấy cái bone là cái đường nét đứt ở cạnh trên bone là gì chúng ta phải hiểu bone là một cái lộ tuyến mà nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức cá mập gì đó đều giao dịch ở giữa hai cái đường bone với cạnh trên là đường đứt đứt ở trên và cạnh dưới là đường đứt đứt ở dưới Hiện ờ, thì chị coi cái thế bone ở đây nó là thế gì đây là cái thế siết lại cung phải siết lại cung cầu đây là cái cạnh trên nó đang đi xuống anh chị thấy không và cạnh dưới nó đang gì nó đang đi lên phải không thì đây có phải là nó siết lại không thì cái thế này đã từng xuất hiện một lần rồi ở quá khứ đó là giai đoạn này giai đoạn tháng mấy giai đoạn tháng 6 cuối tháng 6 năm 2023 ngày chỗ này luôn cũng là cái chỗ có nhịp đạp luôn thì đây cho anh chị coi cái hình tại vì mình rất thích làm những cái bài viết phân tích về thị trường về cổ phiếu và mình luôn luôn làm phải không? luôn luôn làm thì đây là cái bài viết vào ngày bao nhiêu vào ngày 2 tháng 7 năm 2023 lúc đó thị trường cũng có một cái nhịp điều chỉnh khi nó red qua đỉnh này chị thấy không khi nó red qua cái đỉnh bên trái ngay đây thì nó sao nó có nhịp gì chỉnh xuống và khi anh chị nhìn ở cái chỗ này nè khi vào index lúc đó đang rơi thật ra rơi có 5 điểm thật ra không phải nhiều nhưng mà anh chị nhìn kỹ nha cái cây đó là cây này nè là cây này nè rơi 13 điểm sau đó bữa sau rơi thêm 5 điểm nữa là rơi bao nhiêu Ờ, cũng khá là nhiều đâu có ít đâu không? và hôm nay chúng ta rơi 15 điểm đó thì cũng ngang ngang hai cây này cộng lại thôi đúng không đó thì anh chị nhìn lại cái chỗ này đây đây đâu rồi cái đó đâu đây anh chị thấy nè cái bon ben cạnh trên chỗ này nó đang nó đang siết xuống và bon ben cạnh dưới ở đây nó đang gì nó đang kéo lên và nếu chúng ta đo kéo cái trend cũng giống vậy luôn là cái trend từ cái đáy ngay chỗ ngay đây lên cái đáy ngay đây thì nó cũng cách một đoạn y hịch phải không? Y hệt luôn quá mà chị thấy cái đoạn này không và thậm chí cái giai đoạn này nha phía trước nó cũng có một nhịp điều chỉnh trước với khối lượng lớn bán tháo nè chị thấy không sau đó hồi lên tưởng là lên được xong nó rủ xuống thật ra nhìn bối cảnh y hệt luôn đúng không thì bây giờ anh chị nhìn lại chỗ này đi đó là giai đoạn này đúng không giai đoạn này thì chị thấy nè nếu anh chị kẻ cái trend từ đấy lên đây có phải sẽ còn cách một đoạn nữa để chỉnh xuống đây mới bà cơ nhưng kết quả nó chỉ tới đây nó lên luôn không? anh chị thấy chỗ này không và cũng sẽ đang siết lại thì bây giờ chúng ta thử bên đây có giống vậy không à, có giống vậy không nói chung á nhờ cái phương, cái điểm này nè mà hôm nay quan báo với khách hàng là gì không bạn hào chúng ta chỉ bán duy nhất cổ phiếu SHB vào trong buổi sáng nha trong buổi sáng khi mà nó vừa có biến là quan báo anh chị mình là gì là hot khách hàng lúc đó là khoảng 12.1 12.05 khúc ngày nay nè qua đã báo anh chị mình thôi ra hết luôn những anh chị còn kẹp tay cộng thì thôi gán cầm chờ hàng về đi còn những anh chị mà gì những anh chị mà có sẵn hàng cái giá vốn gốc chúng ta nằm dưới đây là quảng bá chị mình chốt sạch hết hoặc là những anh chị có một góc nằm ngay đây là chúng ta chốt lời chúng ta rút lui sạch là 9 tới 10 trăm còn khúc ngay đây là anh chị nhiêu một hàng trăm ba bốn trăm không hoặc là ngang đây chúng ta hòa vốn chỉ có những anh chị mua ngay chỗ này thì chúng ta chưa bán kịp thì thôi chờ hàng về đi coi nó có hồi lại lại không còn lại là bán hết từ đây không bán hết từ đây là hôm nay quên quan chỉ bán đúng con này thôi còn lại là gì còn lại là không bán nguyên nhân là có có nhiều là qua ba cái nguyên nhân này và đặc biệt là cái cuối cùng Bolsheben à, thì anh chị thấy đây là đây có phải siết lại không và đây còn cách cái trên một đoạn thì có phải ngày mai cao lắm mà xuống tới đây là về tới cái gì cái nền nè cái nền cũ thì về tới cái nền cũ hơn nó sẽ Nếu test lại thành công ngân hàng không bị ban tháo tiếp đặc biệt là những cái con đầu ngành đó ctg bad không tiên phong ban techcombank chứ nhầm techcombank acb Điều đó không gãy thì cái tỷ lệ nó đi lên rất cao và nó sẽ chuyển cái tâm thế anh chị ở đây cái tâm thế chị biết là tâm thế gì không là tâm thế từ cái việc kết quả tốt kết quả kinh doanh lợi nhuận tốt hơn anh chị đang hưng phấn anh chị đang kỳ vọng qua trạng thái là gì bây giờ có cây bán háo này chúng ta sẽ... là chúng ta sẽ chuyển hành trạng thái gì nghi ngờ hoài nghi sợ hãi cẩn thận đúng không đó là những cái trạng thái đã từng xuất hiện ở đâu ví dụ đã từng xuất hiện ở chỗ này Đây này nè đã từng xuất hiện ở chỗ này ờ, và khi có những cái trạng thái đó mà xuất hiện ra nhào từ tư chán nạn ức chế buồn bã và cảm giác sợ hãi với thị trường phải không hoài nghi với thị trường chắc nó sẽ chỉnh tiếp thì hơn hừng, hừng lúc đó nó sẽ nó sẽ tăng tiếp và anh chị lưu ý điều đó cho qua nha nó thành ra ở đây thì qua nói là đây là điều chỉnh sẽ kiếm tỷ lệ trên 70% so với Apple còn cái điểm cuối cùng qua không có điểm cả ở đây nhưng mà quan đánh giá là có thể sẽ tính vào được luôn đó đó chị biết điều gì không đó là cái ở đây có cái điểm ngầm thôi phải không cái điểm ngầm thôi đó là từ hôm nay từ hôm nay không bán bán tháo con này thôi là có SHB phải không hay những con khác trên thị trường có bị bán tháo không? Đúng, có thể giảm giá 1 200 một à, 1 200 rất rất là nhiều, nhưng mà có bị bán tháo xả mạnh xuống không? À, ví dụ như anh chị nhìn ngành chứng banh thì mình khỏi nói đi phải Banh thì mình khỏi nói, ví dụ mình nhìn con ACB đi tốt trên đỉnh anh chị hay nó có bị xả xuống không? Không hề, à, mà có 0 phải 8 thôi. Rồi tiếp tục là con gì? Con CTG. Hôm nay rủ có 1,9% trong khi về lại đúng nền cũng không chạy. À, nhà tư bán hào quá trời luôn. Rồi như ai có hàng chắc chạy hết luôn rồi. À, đó là ngành ngân hàng tiếp tục chúng ta nhìn qua chứng khoán đi những cái con đi nền như VCI hôm nay nổ phải không? coi như là nổ xịt đi nhưng nó cũng không nó cũng không gậy đó tức là nó dù nó nổ xịt thì ok cho thị trường xấu quá thì cũng cho nó xịt đi để chấp nhận nó nổ xịt thì thành công coi như là bình thường nhưng quan trọng là nó không gậy nó tức là đang đi nền bình thường cũng chưa gậy đó SHS đi là con hôm nay cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ con SHB phải không thì anh chị thấy hôm nay con này cũng nổ lên chứ không phải là bán xuống mà sự cuối giờ nó cũng không gậy phải không không gậy rồi chúng ta nhìn qua ngành thép thì cái con nam kim bị bán háo ờ, đúng rồi con này xấu thì đúng thiệt 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 sự qua cái báo chị mình bán hết ở đây rồi đúng không nhưng mà quan trọng hôm nay chị thấy con này thật ra chỉ âm 3% phần trăm thôi và không hề bán háo không hề bị bán háo và chân đến dòng tiền vào của nó nằm tại đâu là tại cây này thì có phải mai xuống đây nó sẽ thật lên lại không tức là nó không hề có cái trạng thái gì không hề có trạng thái gì đó là bồ nè chị thấy cái bồ một cái phát bụng cái là nhiều sàn lì. Ờ, một phát một là sàn liền thì đây nó không hề sàn tức là ai đó đỡ lại với ngành thép hay là chị nhìn con hoa sen đi thật ra hoa sen không hề mất em 20 ờ, đâu có mất đâu anh chị thấy có mất không đâu mất đâu đúng không rồi tiếp tục anh chị nhìn con hoa phát đi hoa phát không hòa thì phát vô hoa phát hôm nay đúng là không nhưng mà âm chị âm cũng nhiêu không phát chính dù cái cây này đã bị lộ dù cái cây này đã bị lỗ rồi nhưng chỉ âm không phát chính thôi tức là cái trạng thái bán ở đây thật ra nó khá giống cái chỗ này đúng không? tức là nó cũng không bị xả xuống À, anh chị thấy khi mà thị trường chúng ta nó rơi á nó sẽ đạp luôn trong phiên ATC đúng không? Nó sẽ đạp luôn trong ATC nhưng hôm nay nó có đạp không? Nó đâu có đạp đâu. Đó là cái điểm mà muốn nhấn mạnh anh chị á. Hay là cái đám dầu khí là cái đám nói chung là hổng gài cũng rất là lịch sinh đó. Chị coi coi BBS đi xây cái nền về mà hôm nay nó cũng không bị gì, không bị hao công. Nó tức rất là không bị xả ra. Thì tương tự với bất động sản cũng vậy. Bất động sản thì chúng ta có con gì? con cô đất xanh đi à, cho chị con cô, cô đất xanh đi con này có phải nó vẫn đang đau xuống từ từ không nhưng nó không hề xả à, chị lưu ý nha nó không hề xả mạnh giống như thế này đó tức là nó vẫn giao nó vẫn giữ giá lại để nhà tư chúng ta nắm giữ bình ừ. nếu mà thực sự thị trường mình mà nó chỉnh hoặc là nó gãy luôn á double anh chị á hơn những con này sẽ xả luôn trong chiều này xả luôn đi luôn không ừ, đi luôn chứ không thể nào neo neo lại như thế này hay là mình nhìn qua những cái con khác như NV đồ đi anh chị ấy nè nhưng mà nó đâu rơi đâu hả tức là người ta không có việc gì phải dạy phải xả nó ra giống như giai đoạn ở đây xả đồng loạt cả nó thành ra ở đây ông mới nói chị là cái tỷ lệ nó điều chỉnh sẽ cao hơn cái tỷ lệ nó upo rất là nhiều à, nó đánh chủ yếu vào cái tâm lý tết đó cái phần này qua dành thời gian giải thích chút nha rồi tiếp tục chúng ta sẽ nói đến cái phần gì đó là cơ hội hay rủi ro à, thì chị mình chưa đăng ký kênh chưa hết video để chị nhớ bấm đăng ký kênh hết video cho Quang nha. Nếu anh chị cần tư vấn hỗ trợ him cứ liên hệ với trợ lý như hào của Quang. hãy đây chúng ta phải xác định được đây là nguyên tắc xích chắc đã. Thì qua cho anh chị coi một cái thị trường khác đó là thị trường Dow Jones chẳng hạn ha, hoặc là thị trường của Ba Lan. Đầu tiên là chúng ta coi Dow Jones đi trong một quá trình tăng, thật ra Dow Jones bây giờ vẫn tăng nè chưa Thì có phải phải có những cái phiên bán háo đúng không? Phải có những phiên đi ngang điều chỉnh, điều chỉnh không? Phải có những điều chỉnh để bây giờ mới tăng tiếp chứ. Chứ làm gì nó có thể nào mà nó sao? nó đi lên liên tục cho anh chị được phải có điều chỉnh phải có bán háo thì bây giờ thị trường chúng ta có phải giống vậy không xu thế chúng ta vẫn là gì vẫn là đang tăng chứ chưa hề bị gãy chưa hề bị bán hảo hôm hồi nãy cái việc mà xả hàng đó mà có nói với anh chị hay là thị trường ba lan đi anh chị thấy cái thị trường ba lan nè ờ, bên đây nó đang lên lại coi như chỗ này có điều chỉnh lớn đi nhưng mà anh chị thấy cái lúc mà nó đi lên nha đây là ba lan nha thì đây anh chị thấy có những dịp điều chỉnh không rất là nhiều thì nó mới lên tức là dứt ra Ờ, hay những cái cổ phiếu ngân hàng bây giờ anh chị biết nó là đồng ngành phải không thì chúng ta nhìn vào thì nó đi lên bắt buộc nó phải có điều chỉnh anh chị phải cho nó chỉnh chứ đây anh chị thấy nó tăng liên tục không gần như nó tăng liên tục trong nguyên hai tháng vừa qua nó tăng liên tục trong hai tháng vừa qua thì bây giờ nó phải sao phải có rất nhiều người sẽ mua ở trong đây thì nó phải bắt anh chị mình bán ra tức là nguyên tắc gì xích chắc phải không xích chắc để nó mới lên tiếp được một cái con mà hồi xưa quan nó chứ anh chị rất là nhiều à, hồi xưa nha chứ không phải bây giờ giờ thì bỏ đi đó là Compo. á à, compo cái con này thì qua đánh giá là hồi xưa nó đánh kỹ thuật rất là chuẩn anh chị biết ở chỗ nào không ở cái chỗ này nè chị thấy khi mà nó đi lên rồi cái quá trình đi lên chỗ này nè đi lên nè chỉnh nè lên nè chỉnh bán háo nè chị ông siết bon ben bán háo nè tiếp tục đi lên chỉnh lên chỉnh không đánh xích sắc rất là chuẩn luôn hay là giai đoạn kế tiếp nè, phía sau nữa giai đoạn này bên mình hắn rất lớn nha đó là giai đoạn này chị thấy khi nó đi lên chỗ này nè không lên nè chỉnh nè lên nè chỉnh nè lên nè chỉnh nè lên chỉnh lên chỉnh mạnh rồi cái lên chỉnh và trước đây có cái bán háo 400 nè chị không rồi đó chạy nước rút lên, không? Chỉnh lên rồi mới gãy. mấy phân phối định. Phân phối định tốn khoảng 2 3 tháng sau đó nó mới gãy và đầu đầu Anh chị thấy cái quá trình nó tăng không? Thì nó tương theo cái nguyên tắc đó là gì? Trước cái quá trình mà nó chạy vào nước rút á thì nó luôn luôn sẽ có những nhịp gì? Lên, chỉnh, lên, chỉnh tức là xích zắc, xích zắc, xích zắc, phải không? Và bây giờ anh chị nhìn vào lại cái cái, những cái, cái, cái con này, ví dụ hồi xưa đi. Thì anh chị sẽ mua nó ở đâu? Đó, anh chị sẽ mua nó ở đâu? Có phải anh chị sẽ mua nó tại lúc nó điều chỉnh không? lúc nó điều chỉnh những nhịp này chị mới canh mua không chứ chẳng lẽ chị đi đu trên đây đu trên đây đu trên đây đu trên đây ha đúng không đó thì bây giờ hiện tại cái thị trường chúng ta nó cũng đang giống vậy à, nó cũng đang giống vậy bên đây ví dụ chị nhìn CTG đi có phải bây giờ đang lên mạnh không thì đương nhiên phải có chính xác rượu xuống thì khi rượu xuống là cơ hội hay rủi ro đó là cơ hội hay rủi ro thì đó chắc chắn đây là gì đây là cơ hội chứ không phải rủi ro đó quan điểm của quan là như vậy và chúng ta được mất cái gì đương nhiên rồi được thì mình sẽ được cái gì được cái giá vốn tốt hoặc là được gì được có sẵn hàng trong tài khoản mua khi người khác gì bán háo mua khi người khác hoảng lộn tháo chạy chứ không phải là đua lợn. đó là cái chúng ta được và cái chúng ta mất ở đây là gì đó là chúng ta sẽ có thể bị lỗ nhẹ trong ngắn hạn vài phần trăm vì bây giờ nó đang bán tháo xuống như thế này đúng không nó bán hàng bán tháo xuống này và anh chị mua gom thì chị phải kê nó những cái lệch ở dưới đây đúng không và khi anh chị kê ở đây chắc chắn sẽ có những cái lúc mà nó hoảng lộn hơn vì thị trường chúng ta là thị trường T 2.5 thì chúng ta sẽ cái hàng chúng ta về nó sẽ về vào buổi chiều à, về vào buổi chiều mà buổi chiều thì hợp áp lực nó sẽ lớn và lúc đó nhà tư có thể bán lố qua thì nó sẽ giống như cái trạng thái nè lâu lâu nó sẽ rủ những cái cây quá mức cơm. thì bữa sau hoặc là vài phi sau nó sẽ trả lại nhưng trong ngắn hạn chắc chắn anh chị sẽ bị lộn nghe yeah. đó thì cái đó là cái mất của chúng ta hãy là trường hợp tiên phong banh đi đó, tiên phong banh đi khi anh chị mua nó quanh cái những cái giá hấp ở đây quanh cái giá 18 1 tám hay hôm nay có một số anh chị quên nó quanh 18 chẳng hạn thì cuối giờ nó âm về năm phần trăm thì nằm đây thì có phải trong ngắn hạn anh chị đang bị lỗ một hàng trăm không gọi là không hết mấy trăm rất là nhiều đúng không nhưng mà quan trọng quá là gì mà chúng ta mua được cái chỗ nào những cái chỗ gần như là hấp ở dưới đây thì khi cổ phiếu lên lại chúng ta vẫn ok hơn là và vì chúng ta chờ cái điểm nào ví dụ nha ví dụ mà con này mua điểm rất right out chị phải không có phải chị phải mua trên đây không à, và khi anh chị mua trên đây thì có phải là mua rất cao đó cái điểm nó khác nhau được và mất ha à, rồi đó và sự chấp nhận và kỳ vọng tương lai đương nhiên rồi chúng ta phải chấp nhận lỗ ngắn hạn hoặc là lỡ xui nó âm năm phần trăm hoặc là nó âm bảy trăm thì phải cắt lỗ ờ, cái đó là nguyên tắc cố hữu nha âm tới mức đó dù cổ phiếu anh chị có đẹp cỡ nào thì cũng phải bảo toàn cái này quá nhấn mạnh một lần đó là cái sự chấp nhận và sự chấp nhận là lỗ nhẹ như tài khoản âm một hai trăm nhưng chúng ta sẽ có có hàng ờ, có hàng và kỳ vọng tương lai thì chúng ta xác định là thị trường mình sẽ còn tăng ví dụ trường hợp tiên phong ban đi anh à, chị xác nhận là con này vẫn còn đang ví dụ chị kẻ trái trên đi thì con này có phải về tới hỗ trợ không ở đó thì chúng ta chấp nhận là gì chúng ta mua ở đây và chúng ta kỳ vọng là gì khi cổ phiếu chạm lại trên thì nó sẽ vào sống kế tiếp và chúng ta ăn lớn đầu sau đó với cái giá rất thấp và có sẵn hàng trong tài khoản à, sẵn hàng trong tài khoản khi người khác bán hảo và khi nó giật lên lại chúng ta không phải đua lệch đó là việc được và mất và gì và kỳ vọng tương lai à, cơ hội hay rủi ro thì mỗi người sẽ có cái góc nhìn riêng với quan điểm của quan nha với quan điểm của bên quan đó là gì là nên canh mua như thế nào hãy đây qua phải nói với anh chị là gì quan điểm bên quan chiến lược bên quan là khi mà nó lên cao thì mình cảnh báo anh chị liên tục phải không cảnh báo anh chị mình liên tục luôn dự đoán định đáy và từ hôm đó tới những cái phiên phía sau là gần như cảnh báo anh chị liên tục luôn à, cẩn thận cẩn thận cẩn thận thì bây giờ nó sao bây giờ đã chỉnh rồi thì chúng ta sẽ có chiến lược gì đó là canh mua. Đó, chúng ta sẽ canh mua và chiến lược của chúng ta là 50% ngân hàng và 50% phần còn lại. Ví dụ là trâu, lúc chip hoặc là các cổ phiếu khác, ví dụ chứng bất động sản, dầu gì đó, anh chị chia ra trăm Vì sao? Vì chúng ta xác định rõ cái trọng tâm, cái cổ phiếu đầu ngành là gì? Và những cái con, ví dụ SSA là ở trăm là cổ phiếu cáp chẳng hạn Hay là những cái con ngân hàng, đó là những cái con gì? Những cái con nằm ở cái nhóm, nhóm tích của thị trường trong giai đoạn này đương nhiên bây giờ trừ shb ra rồi là những cái ngon tích đầu tiên hết thì chúng ta phải xác định rõ cái chiến lược của mình như vậy và khi mà chúng ta ok à, chúng ta ok thì chúng ta canh gom thôi ví dụ anh chị có số anh chị hết là gì đầu tư một trăm phần trăm vào ngân hàng luôn ok cũng được quá ok cũng được thì sau khi chúng ta xác định rõ những cái vấn đề đó thì chúng ta xác định tiếp là cái vùng hỗ trợ của nó tại đâu à, vùng hỗ trợ ví dụ vùng hỗ trợ của công ty phong banh này tại đâu đây thì có phải là vùng này không vùng này vùng này vùng này đó là đây là cái cây bật bùng nổ nè chị thấy không đây là vùng hỗ trợ nè và khi chúng ta kéo cái trend từ dưới đây lên thì có phải đây cũng chạm đây không là một cái hỗ trợ lớn và ở đây có nó cũng phải nó chạm lại cái cạnh dưới của bon ở đây luôn không không hai ba điểm hỗ trợ cục giọng với nhau thì chúng ta xác định là quanh quanh cái vùng này sẽ là hỗ trợ và khi chúng ta xác định được thì chúng ta làm gì chia lệnh ra gom hàng và chờ đợi ở chúng ta rải cái lệnh ra có nhiều chị bảo quan là cái giá này mua được không em ví dụ từ 18.2 xuống tới bây giờ đó không là trên nhau là từ khoảng là 350 đồng chẳng hạn đúng không? thì rất là nhiều cái giá thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được cái giá nào là giá cuối cùng vì sao vì nhà tư chúng ta hay hoảng lọt đúng không và nhất là hoảng lọt trong ATC hoặc là cái phút cuối khi mà chúng ta thấy thị trường này nó không lên được thì chúng ta bắt đầu đặt hết tất cả tài khoản bán hết sạch luôn chạy nói chung là chạy đó thì không biết được thì chúng ta phải rải cái lệnh chúng ta ra chúng ta chia để nó hạ cái trung bình giá chúng ta xuống và gom hàng và chúng ta cứ chờ thôi À, ở đây có một số cái điểm lưu ý, à, một số cái điểm lưu ý khi mà canh mua. Điểm thứ nhất là gì? Điểm thứ nhất là khi anh chị mua trong sự hoảng loạn này nè, tức là mua trong thị trường nó xấu như thế này, tức là tháo không chắc chắn là xấu rồi, thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải tự tin, à, chúng ta phải tự tin, chúng ta phải có sự chấp nhận là phải lỗ nhẹ, chứ không thể nào mua trong thị trường hoảng loạn mà chúng ta nói là gì? Chúng ta có lời ngay thì à, làm gì có khó? Là khó, không, rất là khó, chúng ta mua bây giờ để giai đoạn sau nó lên, đó. chúng ta có giá vốn tốt còn hiện tại phải gì phải chịu đựng à, phải chịu đựng cái đó là điều điều đầu tiên nha và phải chịu đựng trong cái sự mà người khác hoảng là bác háo nữa đó à, và cái kế tiếp là gì à, khi mua trong hoảng lọn này đó là chúng ta phải chấp nhận nếu xui ta vẫn phải cắt lọn à, lưu ý nha mua hoảng lọt thì vẫn phải cắt lỗ bình thường ví dụ trạng thái đi chúng ta nói ở đây quanh đây cái vùng này nè là hỗ trợ của nó hoặc là đặt trước cái chỗ này đi nói chung là quanh quanh cái chỗ này là bắt đầu gom hàng đúng không là quanh quanh chỗ này nè bắt đầu gom hàng thì chúng ta xác định quanh quanh cái khúc này trở xuống chúng ta sẽ gom nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận một sự việc là âm 5 phần trăm hoặc âm 700 tức là nó phải lũng nó lủng tốt cái dây luôn nè là phải cắt lỗ hết à, và là phải cắt lỗ thôi tức là gom hấp thì đương nhiên là gì là sẽ tiệm cận tới cái vùng gạt ví dụ anh chị thấy con tiêu hồng ban đặt trước ví dụ một số anh chị gom sớm đi anh chị gom nó ở đây À, thì có phải lúc cái anh chị gom nó quanh chỗ này nè anh chị cũng phải chịu cái rủi ro là lỡ xui thị trường nó không lên được nó đạp gãy luôn thì phải cắt lỗ không thì bây giờ trên đây anh chị sẽ gì cũng sẽ tương tự như vậy à, chứ không phải là gom hấp thì nó nó gãy bán là sai à, không bán là sai cái đó là cái câu ý thứ hai và cái thứ ba là gì phải xác định rõ à, cái cái trong đầu mình đó, là mình phải gom con nào mình phải mua nào và bao nhiêu cục trong tài khoản À, cho nó hợp lý à, cho nó hợp lý chứ không phải là bây giờ chúng ta mua trong hoảng loạn và con nào mua cái ví dụ những cái trường hợp giống như cô đất xanh này chẳng hạn chị thấy không giống như cô đất xanh này gờ nó lên được đâu mà anh chị đi mua cái con này có tác dụng gì đâu à, có tác dụng gì đâu có hồi thì nó cũng hồi lên nhẹ ví dụ anh chị cũng nói có đi gờ đi thì ít nhất anh chị thấy con này nó vẫn đang đập trên cao xu thế nó đang đi lên nè. À? thì ví dụ ok anh chị mua cây này hả? thì nó bùng nổ lên nó vẫn ok và đi ngang đây anh chị vẫn ok không nhưng mà anh chị mua những cái con hấp hấp nó không phải nó sẽ xấu hơn không vì nó không có tiền đỡ nó mới suy xuống từ từ đó còn những cái con có tiền đỡ thì nó lại gì nó lại dâng lên từ từ và ít nhất trong ngắn hạn nếu nó nổ xịt thì nó vẫn đậu là cho anh chị được còn cái con này mà xịt cái là nó sẽ đi luôn hả? nó đi luôn thì chúng ta phải xác định rõ cái con nào hả? cái con nào cần mua và là cần chia tài khoản ra như thế nào đó là nên canh mua và mua xong thì chỉ việc rồi chờ đợi thì cái đó là quan điểm của quan thì với quan nha với quan thì qua dẫn đánh giá nha thị trường á và trước tết có cái nhịp chỉnh như thế này là đẹp và trước tết mà có nhịp chỉnh như thế này là quá đẹp luôn để chi để vừa khớp là gì nhà tư quá chán trong vậy rồi cái bập chơi cho bán hết đi đó, rủ cái bập đó cho ra hết đi đó và cái điểm kế tiếp là gì đủ xong thì nhẹ tàu và cũng như ai cũng nghi ngờ chờ qua tết thì nếu mà nó hồi nó tích lũy mà nó hồi lên có khi chả ai mua À, có khi trả em mua và kỳ vọng của quan ở chỗ này nếu nó làm được ở thành công thì cái nhịp kế tiếp có khi nó lên nó lắp hết cái gap đau này luôn và lúc đó không ai dám mua đó yeah. à, không ai dám mua vì sao vì ai cũng nghĩ nó sẽ chỉnh à, giống như cái đợt cái đây nè đi hết vậy luôn và tới khi nhà tư nghĩ nó ok bắt đầu mua lại nó khúc ngay đây nè là đã xác định rồi về lúc đó mới lúc đó mới toàn và nó sẽ kỳ vọng qua cái điểm gì qua cái điểm là kéo qua năm á khi mà dòng tiền lớn trở lại mới ok hiển nhiên có thể sai không An toàn có thể, sai hơn thì chúng ta sẽ canh theo âm năm và âm bảy phần trăm các lộ Nha rồi ok hôm nay bạn tin tỏi của quang tới đây là kết thúc để chỉ cần tư vấn hỗ trợ thêm, cứ liên hệ với quang ừ, hoặc là trợ lý như hảo nói chung là phương pháp hay là chiến lược nói với anh chị rất rõ ràng không điều nói với anh chị rất rõ ràng và điều có một cái quan điểm học nhất nếu làm được thì ok chúng ta sẽ có lãi lớn hơn còn nếu sai thì chúng ta sao bây giờ đang lỗ một ừ, ví dụ ctg đi bây giờ đang lỗ một phần xui thì bảy trăm cắt lỗ. Và bao nhiêu dòng tiền lớn ở đây nó sẽ lộ hết còn chúng ta cũng lộ nhưng ta lộ 700 ít thôi có mấy chục triệu mấy trăm triệu thôi còn người ta làm mấy này ra lưu ý nha rồi ok hôm nay tới đây thôi chúc anh chị có vui vẻ mát mẻ gia đình hôm nay thì có thể có livestream không hôm nay là không có livestream nha hôm nay là cái ngày tổ chức cái bờ quỷ là gì chọn cổ phiếu hay dòng tiền của mình nó thành ra là hôm nay sẽ không có buổi livestream anh chị mà cần đăng ký cái buổi này tối nay tám giờ ba thì chị cứ đăng ký với trợ lý như hạo của quan thì trợ lý như hạo sẽ ghi nhận anh và vào nhóm để coi nha rồi ok xin chào anh chị nhà tư